Khác với thường ngày, hôm nay khoa nội tim mạch Bệnh viện Nhi Trung ương trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Đó là do sự xuất hiện của ông già Noel với rất nhiều túi quà rực rỡ sắc màu. Những ánh mắt ngơ ngác, những nụ cười hồn nhiên. Tất cả các em nhỏ đều đang rất hào hứng với món quà của mình. Mọi ngày thì cháu không vui bằng hôm nay ạ. Hôm nay gặp ông già Noel cháu vui được quà, cháu rất vui ạ. Ngày hôm nay cháu rất vui ạ vì được các bác với ông già Noel phát quà. Sắc đỏ đặc trưng của mùa Giáng sinh rực rỡ cả một khoảng sân bệnh viện. Không chỉ các em nhỏ mà cả các bậc phụ huynh cũng rất phấn chấn với hàng trăm quả bóng bay đủ màu sắc được phát miễn phí. Các em cũng được tự tay tô những bức tranh cát xinh xắn cho mình. Được nghe múa hát, được vui đùa cùng các bạn, niềm vui sướng dường như đã giúp các em nhỏ quên đi những đau đớn của bệnh tật. Đó cũng là mong ước của những người tổ chức chương trình Giáng sinh yêu thương tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Các em nó là trẻ thơ, cũng rất là tội là các em nó bị mất đi những thời gian thơ ấu trong những lúc nằm viện như thế này. Thì chúng tôi những mang những niềm vui tiếng hát đến, những cái món quà rất là nhỏ mang đến để cho các bé, để cho các bé quên đi về nỗi đau về bệnh tật. Khi trao được những cái món quà này, tôi thấy rằng cái những cái tấm lòng thì nó lớn quá của tất cả mọi người, còn món quà thì nó vô cùng nhỏ bé, và tôi cảm nhận được rằng rất là hạnh phúc và cũng cảm thấy rằng bớt đau bơ thương cho các cái bà mẹ mà có những người con mà ốm đau như thế này. Ông già Noel đã đi khỏi, nhưng niềm vui, tiếng cười vẫn ngập tràn buồng bệnh nhỏ. Khi các em khôn lớn, ký ức về những ngày nằm viện sẽ không chỉ có kim tiêm hay áo blue trắng.